sau bao nhiêu lần mình đã nói câu chuyện là các anh ngồi đây các anh vẽ nhưng một cái nét vẽ sai của các anh ấy thì cái thằng ở công trường nó đập cả tháng trời cho nên là mới có cái câu chuyện là ai mà vẽ sai đầy trong công trường đi làm tháng nắng bụi xong về nó hiểu ngay là là không thể mà ngồi để ớt ơ được cái ông cứ ngồi để công phá linh tinh vẽ vớ bẩn xong rồi dưới đập chết thôi khi mà Vingroup có cả một cái xưởng thiết kế có khoảng độ hơn 200 kiến trúc sư của mình là bất động sản thì như vẻ có vẻ như là thiết kế nó phải là cái việc sát sườn với mình Vingroup ở đây tôi lập ra cả một cái cái xưởng thiết kế khoảng 200 kiến trúc sư cũng có nhiều người rất giỏi ấy. nhưng mà sau khoảng độ nửa năm thì mình giải tán nhưng nó không đúng mình phải outsource cái việc đấy ra ngoài nó có hàng trăm hàng nghìn các cái cái, công ty thiết kế lớn có bé quá trong nước ngoài nước đều có cả mình làm cái việc đấy thì không biết là như nào nhưng ví dụ tôi mỗi một ngày ấy, tôi phải mất một buổi ngồi duyệt thiết kế gần như mình thành cái, cái, cái trưởng xưởng đấy sửa lỗi cho chúng nó thôi mình cũng chết mình không sửa thì cũng chết đấy, thế thôi thì sau này có, có gì đâu có đằng nào thì tính ra ấy mà cũng chung cuộc tính ra mình lãi bởi vì là nó vẽ ra xong mình mà không kiểm soát được sai đúc ra công trường là phải đập ở công trường sau bao nhiêu lần mình đã nói câu chuyện là các anh ngồi đây các anh vẽ nhưng một cái nét vẽ sai của các anh ấy thì cái thằng ở công trường nó đập cả tháng trời cho nên là mới có câu chuyện là ai mà vẽ sai đầy trong công trường đi làm tháng nắng bụi xong về nó hiểu ngay là, là không thể mà ngồi để ớt ơ được ông cứ ngồi để công phá linh tinh vẽ vớ vẩn xong rồi dưới đập chết thôi Đấy nên sau này ấy, mình thành lập ra một đội gọi là đội kiểm soát thiết kế thôi. giờ nó chỉ còn khoảng hai chục người. tức là các nhà thầu vẽ xong mang bản vẽ để tôi kiểm soát. À, tức là kiểm soát đây là vẫn là kiểm soát. sau khi outsource rồi thì vẫn có một đội kiểm soát. mình vẫn phải kiểm soát chất lượng. và về về cái chất lượng xây dựng ấy thì cơ bản nó vẫn là cái bài toán tổ chức và quản lý thôi và cơ chế. vừa xong cái đội xây dựng thì tôi đang chuẩn bị đưa ra cơ chế là kể cả nghiệm thu đội bộ cứ mỗi lỗi nhỏ là một triệu và lỗi lớn là 5 triệu tôi bây giờ không phạt cá nhân phạt cá nhân lấy tiền nó đau xót lắm tôi phạt công ty đấy công ty là công ty nào công ty quản lý xây đây có vingroup ngày xưa là có 7 công ty quản lý xây dựng nhưng bây giờ sau một hồi thì sát nhập lại còn 3 công ty quản lý xây dựng à, tức là tức là quản lý xây dựng là mình tổ chức thành một công ty thành một công ty luôn à. trong đó bao gồm có uh, các bộ phận giám sát tại công trường kiểm soát thiết kế kiểm soát kinh tế và kiểm soát chất lượng Đấy, thường nó có bốn cái như thế Thế thì nó đi theo cái cơ chế thị trường tức là khoán luôn về tôi đang thuê một thằng Tây ví dụ như ở trong cái nhà 81 tầng là thuê cái thằng mây của anh Atelier của Pháp cái này thì xin hỏi anh Vượng ấy là tại sao mình không thuê công ty bên ngoài họ, họ giám sát chất lượng công trình mà mình lại dùng công ty của mình mình vẫn thuê nhưng mình vẫn phải quản kiểm soát nó ví dụ như là đấy ở trong cái phần Tân cảng vừa rồi ấy là mình phải đuổi mất một nửa cái sản lượng của một thằng công ty của Úc khi mà lớn nó không quản nổi, không kiểm soát nổi Công ty xây dựng hay công ty quản lý Công ty quản lý xây dựng Thế là bây giờ mình có công ty quản lý xây dựng của mình Là quản lý các công ty tư vấn Và giám sát của nước ngoài Thì nó có cơ chế Ví dụ như là thằng uh, Atelier của Pháp Nó quản lý các cái tòa Central Park Khoảng mười mấy, mấy tòa trong đó Thì cái phí của nó là khoảng độ 1,64% Trên tổng công trình Đấy Thế thì ông quản lý xây dựng này sẽ được Uh, 0,2% Để kiểm soát nó Nó có khoảng độ 200 giám sát Còn mình thì có khoảng độ 20 người Để mình giám sát cái bọn giám sát đấy thôi